sau vẫn khiến Ukraine thương vong nặng. Kiev lật ngược thế trận ở Biển Đen. Nga tập trung lực lượng tiến về phía Kupiansk. Ukraine phòng thủ trấn giữ công sự kiên cố. Tổng thống Putin ưu tiên tăng cường khả năng tấn công của đặc nhiệm Nga. Nông dân châu Âu biểu tình bao vây trụ sở Liên minh châu Âu ở Bruxelles. Israel tuyên bố hạ 18 trong số 24 tiểu đoàn Hamas tại giải Gaza. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhận thấy Ukraine đang thiếu thốn đạn dược khí tài nghiêm trọng. Lực lượng Nga bắt đầu áp dụng chiến thuật thiết xa vận. Trong đó, binh sĩ vào bên trong thiết giáp hoặc ngồi trên nóc xe để có thể nhanh chóng áp sát phòng tuyến đối phương. Theo bình luận viên David Ash của Fox, các chỉ huy Nga dường như tin rằng Ukraine sẽ cạn kiệt đạn dược nhanh hơn mức độ tiêu hao binh sĩ của họ trong các trận giao tranh. Trong khi đó, bất chấp Nga đang tiếp tục giành được nhiều lợi thế trên chiến trường, lực lượng quân sự Ukraine lại đang chiếm ưu thế và thống trị ở phía tây biển đen. Viện nghiên cứu Trung tâm chiến lược phòng thủ CDS của Ukraine cho biết chiến thuật thiết xa vận đang được Nga áp dụng trong các cuộc giao tranh ở ngoại ô phía tây Bakhmut, thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk mà Nga chiếm được hồi tháng 5 năm 2023. CDS nhận định chiến thuật thiết xa vận này có thể khiến Nga tổn thất tới 60% thiết giáp và một nửa binh sĩ trong mỗi đợt tấn công song thừa nhận lực lượng phòng thủ Ukraine cũng hứng chịu thương vong ngày càng gia tăng, dù không tiết lộ cụ thể. Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy liên tiếp trong 2 ngày 24-25 tháng 2, Nga đã sử dụng chiến thuật này ở khu vực làng Rabotino tại tỉnh Zaporizhia. Về ngắn hạn, chiến thuật này đang phát huy hiệu quả và giúp Nga dần đẩy lùi được lực lượng phòng thủ ở Rabotino. Ở một diễn biến liên quan, cơ quan tình báo quốc phòng Anh phân tích, khi bắt đầu xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hải quân Nga RFN đã duy trì quyền tự do cơ động trên toàn bộ biển đen, đáng kể nhất là ở phía tây bắc vùng biển này. Đó là do sức mạnh của Hải quân Nga vượt trội hơn hẳn so với Hải quân Ukraine. Để khắc phục các điểm yếu và bất lợi vì thiếu lực lượng hải quân truyền thống, Ukraine đã tích cực triển khai các giải pháp thay thế bất đối xứng, đẩy mạnh sử dụng các loại tên lửa dẫn đường, xuồng không người lái để đối đầu với hải quân Nga trên biển đen đặc biệt là các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái hiệu quả tiêu diệt nhiều tàu và cơ sở hạ tầng của hạm đội biển đen đã giúp ukraine gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng hải quân nga theo đó hải quân nga đã nhiều lần buộc phải đánh giá lại những rủi ro họ phải đối mặt trên biển đen không dừng lại ở đó ukraine tiếp tục đe dọa hải quân nga thông qua các hoạt động tấn công kết hợp trên bộ và trên biển buộc các đơn vị của hạm đội biển đen bsf phải di rời khu vực hoạt động chính của họ tới phía đông biển đen sự thành công liên tục của các cuộc tấn công của Ukraine đã liên tục buộc BSF phải lùi bước. Với các sự kiện gần đây như vụ đánh chìm tàu Ivanovets, lớp Terento 4 và Caesar Kunikov, lớp Ropucha. Những chiến công này của Ukraine đã dẫn đến việc sa thải tư lệnh thứ hai của BSF kể từ khi xung đột bắt đầu. Ở cấp độ chiến lược, cách tiếp cận của Ukraine đã khiến Nga không có khả năng can thiệp vào các tuyến đường thương mại, hàng hải của nước này kể từ khi sáng kiến ngũ cốc biển đen BSGI sụp đổ, thành công của Ukraine trong một chuỗi các cuộc tấn công táo bạo vào hạm đội biển đen Nga đã cho phép nước này thống trị phía tây biển đen, giúp gia tăng xuất khẩu hàng hóa, mang lại khối lượng thương mại cao hơn so với sáng kiến ngũ cốc biển đen. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời thống đốc vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm Yevgeny Balitsky cho biết, lực lượng Nga đã tiến vào làng Rabotino, phía tây Zaporizhia. Trước đó, theo tờ Telegraph của Anh, quân đội Nga tập trung khoảng 40.000 quân quanh Rabotino và đang tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào khu vực này trong tuần qua. Đại diện phát ngôn của quân đội Ukraine xác nhận tình hình ở Rabotino nói riêng và ở Zaporizhia nói chung rất căng thẳng bởi lực lượng Nga tấn công dữ dội. Ria Novosti tiếp tục dẫn lời ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We Are Together with Russia, cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát phần phía nam làng Rabotino, các trận chiến khốc liệt đang tiếp tục diễn ra bên trong làng. Ông Rogov cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang tìm cách bảo vệ Rabotino bằng mọi giá nên đang điều động ngày càng nhiều lực lượng tới đó. Tuy nhiên, họ không thể khắc phục được tình hình. Các cuộc tấn công quanh Rabotino xảy ra khi lực lượng Nga chiếm thành trì chiến lược Adipka cách đó khoảng 160 km về phía đông và tấn công các vị trí của Ukraine ở bờ đông sông Dnieper cách làng Rabotino hơn 370 km về phía tây các nhà phân tích quân sự cho rằng những cuộc tấn công gần như cùng lúc này được nga thiết kế để gây áp lực trên khắp chiến tuyến nhằm làm suy yếu khả năng rút lui và bổ sung quân của kiev buộc lực lượng này phải dùng đạn dược vốn đã cạn kiệt để chống trả theo the new york times ông pasi parenenen của nhóm blackbird group chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội từ chiến trường cho rằng quân nga đang cố gắng chiến đấu ở những nơi khác nhau đồng thời thăm dò kiểm tra khả năng phòng thủ và tìm kiếm điểm yếu của ukraine mặt khác hiện nay bất chấp những thách thức ukraine dường như đang tự lực cánh sinh một động thái được đánh dấu bằng sự quyết tâm và điều chỉnh chiến lược khi đối mặt với nghịch cảnh ngành công nghiệp quốc phòng ukraine đang chuyển từ mua sắm khẩn cấp sang tăng cường sản xuất vũ khí của riêng mình và hình thành quan hệ đối tác chiến lược với các công ty quốc phòng nước ngoài sự thay đổi này nhằm tăng cường khả năng tự phòng thủ về lâu dài việc sử dụng sáng tạo máy bay không người lái của ukraine cũng thể hiện sự tự chủ của họ hiệu quả của các thiết bị giá rẻ này được nhấn mạnh bởi tính linh hoạt và độ chính xác của chúng có khả năng vô hiệu hóa bộ binh đối phương trong chiến hào và tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao như xe bọc thép nhưng máy bay không người lái này đã có ảnh hưởng lớn trên chiến trường sau chiến thắng ở Idliba quân đội nga tập trung lực lượng tiến về phía Kupians trên mặt trận Kharkov về phần mình lực lượng phòng vệ Ukraine đã xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc trên mặt trận Liman Kupians và đang chấn giữ các công sự kiên cố. Theo hãng thông tấn Ukraine Form, ông Ilya Yevlas, phát ngôn viên của nhóm lực lượng chiến lược tác chiến Khotysia trên bản tin quốc gia 24 trên 7 của Ukraine thừa nhận rằng nếu chúng ta đang nói cụ thể về mặt trận Kharkov, thì đúng vậy, Kupiansk, một khu vực đông dân cư, vẫn là mục tiêu chính của đối phương. Quân đội Nga đang tiếp tục triển khai toàn bộ lực lượng và quân dự bị của mình tới Kupiansk. Trên mặt trận này họ có một lượng đáng kể các loại đơn vị quân sự, trang thiết bị và nhân sự khác nhau. Ông Yevlas nhấn mạnh rằng tình hình hiện rất phức tạp. Lực lượng Nga không ngần ngại sử dụng mọi trang bị của họ. Các đơn vị bộ binh thiện chiến Storm Z, Storm V, các đơn vị súng trường cơ giới, trung đoàn lính dù và xe tăng cũng như tăng cường lực lượng dự bị trên mặt trận Kubians. Ông Yevlas cũng lưu ý rằng lực lượng Nga còn thường xuyên sử dụng các hoạt động tâm lý, thông tin, trong đó họ đe dọa tiến công nhanh chóng và loại bỏ lực lượng phòng vệ Ukraine. Theo ông Ieblas, bên cạnh các nhóm tấn công chiến thuật, lực lượng Nga cũng ngụy trang trong quân phục của lực lượng vũ trang Ukraine và sử dụng các phương tiện dân sự để di chuyển về vị trí của họ. Ông Ieblas nhắc lại rằng năm ngoái đã có cuộc đột kích táo bạo vào lãnh thổ Nga được thực hiện bởi quân đoàn tình nguyện Nga và một số nhóm tình nguyện khác ủng hộ Ukraine. Vì vậy, Nga đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cố gắng đáng kể để củng cố biên giới này. Trong khi đó, mới đây Tổng thống Pháp nói phương Tây không loại trừ khả năng điều quân hỗ trợ Ukraine trong khi thủ tướng Slovakia ám chỉ một số nước cân nhắc phương án này. AAP dẫn lời tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 26 tháng 2, hiện tại chưa có sự đồng thuận chính thức về việc phương Tây sẽ triển khai quân tới Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm, mọi vấn đề đã được thảo luận một cách cởi mở và thẳng thắn. Xét về mặt động lực, chúng tôi không loại trừ khả năng nào. Chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để đảm bảo Nga không thể thắng trong xung đột tại Ukraine. Phát biểu được Tổng thống Macron đưa ra khi chủ trì cuộc họp với khoảng 20 lãnh đạo châu Âu tại Điện Élysée ở thủ đô Paris. Cuộc họp có sự tham gia của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, cũng như các nhà lãnh đạo từ các quốc gia vùng Baltic. Mỹ cử đại diện tham dự là trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề châu Âu và Âu Á Jim O'Brien, trong khi Anh có Bộ trưởng Ngoại giao David Cameron tham dự. Ông chủ Điện Élysée từ chối nêu cụ thể quốc gia nào đang cân nhắc triển khai binh sĩ đến Ukraine vì muốn giữ tính chiến lược. Ông cũng cho rằng mỗi quốc gia có thể đưa ra quyết định một cách độc lập về vấn đề này. Các kênh Telegram của Nga ngày 26 tháng 2 cho hay quân đội Nga đã phá hủy một xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất. Đây được cho là chiếc Abrams đầu tiên do Mỹ cấp cho Ukraine bị phá hủy. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy cột lửa lớn bốc lên từ tháp pháo của xe tăng. Theo nguồn tin, chiếc M1 Abrams đã bị một máy bay không người lái cảm tử FPV nhắm mục tiêu và chịu ít nhất một đòn tấn công từ đạn chống tăng. Xe tăng được cho là đã bị bắn trúng gần làng Bedichi, nằm ở phía tây bắc Adipka. Adipka thuộc vùng Donetsk, được coi là cửa ngõ vào vùng Donbass, miền đông Ukraine. Nga đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố này sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt. Video cận cảnh do máy bay không người lái trinh sát ghi lại cho thấy khoang chứa đạn của xe tăng bị đốt cháy và khoang động cơ cũng bốc cháy. Trước đó, Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk DPR cho biết, xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã được nhìn thấy ở phía tây bắc Adipka. Ukraine đã nhận được 31 xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất từ vài tháng trước, nhưng những chiếc xe tăng này gần như không tham chiến và chỉ gần đây mới xuất hiện ở Adipka. Ông Kimakovsky, không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số lượng xe Abrams xuất hiện trên chiến trường, cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu hoặc cách các chỉ huy Ukraine triển khai chúng. Ông cũng lưu ý rằng quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng máy bay không người lái gần Adipka. Đầu tháng 8 năm 2023, Mỹ chính thức phê duyệt việc chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine. Washington đã quyết định gửi xe tăng M1A1 Abrams từ kho dự trữ của lực lượng vũ trang thay vì M1A2 Abrams như đã đề cập ban đầu. Đến cuối tháng 9 năm 2023, chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên đã chính thức có mặt tại Ukraine. Tuy nhiên, kể từ đó, những chiếc xe tăng Abrams vẫn vắng bóng trên chiến trường. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine có thể giữ chúng để dự phòng cho một cuộc tấn công lớn, hoặc Kiev nghĩ rằng xe tăng Abrams sẽ không hiệu quả trong điều kiện mùa đông trước hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ loại xe chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986, xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ. Xe tăng này có thể di chuyển với vận tốc tối đa 67 km một giờ, tầm hoạt động 465 km. Những báo cáo đầu tiên về việc Ukraine triển khai Abrams trên chiến trường được đưa ra sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Adipka. Nga liên tục cảnh báo việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng việc này chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov từng cảnh báo rằng nếu Mỹ gửi xe tăng Abrams tới Ukraine thì chúng sẽ bốc cháy như những thiết bị khác do phương Tây cung cấp. Thưa quý vị, theo Reuters và TASS, trong thông điệp video chúc mừng ngày các lực lượng tác chiến đặc biệt ở Nga 27 tháng 2 đăng trên Telegram, tổng thống Putin thông báo sẽ tăng cường khả năng cơ động và tấn công của các lực lượng tác chiến đặc biệt Nga, đồng thời cho biết làm cho quân đội mạnh hơn là ưu tiên hàng đầu. Trong thông điệp video chúc mừng ngày các lực lượng tác chiến đặc biệt ở Nga 27 tháng 2 đăng trên Telegram, Tổng thống Putin đã hứa tăng cường khả năng cơ động và tấn công của các lực lượng tác chiến đặc biệt Nga, đồng thời cho biết làm cho quân đội mạnh hơn là ưu tiên hàng đầu, trang bị cho họ những vũ khí và thiết bị thế hệ mới. Ông Putin nhấn mạnh rằng đây là một trong những ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển lâu dài của lục quân và hải quân. Lực lượng tác chiến đặc biệt là lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu ở cấp chiến lược, được lập ra để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và làm một phần của các lực lượng vũ trang Nga. Họ dũng cảm và dứt khoát tại những khu vực nguy hiểm nhất của kế hoạch quân sự và họ đã chứng tỏ được sự sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của đất nước ở bất cứ đâu trên toàn cầu. Các lực lượng đặc biệt đã tham gia vào các chiến dịch của Nga ở Syria trong suốt một thập kỷ qua, đặc biệt trong kế hoạch quân sự tại Ukraine kể từ năm 2022. Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn tới những chiến sĩ đã tham gia vào các kế hoạch quân sự trong một video được đăng tải trên trang Telegram của điện Kremlin rằng trong các khu vực nguy hiểm nhất, trên tiền tuyến, sâu trong hàng ngũ của quân địch hay trong các cuộc đột kích và tấn công nhanh, các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách táo bạo và quyết đoán. Nga đã kỷ niệm ngày của lực lượng tác chiến đặc biệt vào ngày 27 tháng 2 kể từ năm 2015 thời điểm Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố kỷ niệm một năm ngày lực lượng Nga kiểm soát các tòa nhà công quyền ở bán đảo Crimea và tiến hành sáp nhập vào nước này. Trong một diễn biến khác, Nga đã phát triển Stupor, một hệ thống toàn diện chống máy bay không người lái, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV theo nhiều cách cùng một lúc. Chống máy bay không người lái UAV bao gồm sự kết hợp của các biện pháp công nghệ, vật lý và chiến lược, trong đó có cả việc sử dụng các hệ thống chống UAV như thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến hoặc thiết bị giả mạo tín hiệu vệ tinh để làm gián đoạn hoạt động liên lạc và điều khiển UAV. Sputnik dẫn lời ông Vladislav Kustarev, giám đốc công ty phát triển LLC Stupor, cho biết Nga đã tạo ra một hệ thống toàn diện chống máy bay không người lái, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV theo nhiều cách cùng một lúc. Ông Kustarev cho hay, tính đến yêu cầu cơ bản của các chuyên gia của lực lượng vệ binh quốc gia Nga, Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan của Nga, chúng tôi đã phát triển hệ thống Stupor dựa trên các hệ thống phát triển cảnh báo bổ sung, chẳng hạn như trạm radar, máy quét tần số vô tuyến, trạm phát hiện UAV bằng quang học và thiết bị đối phó UAV. Ông Kustarev giải thích rằng các nhà phát triển Stupor đã kết hợp các thiết bị hoạt động theo các nguyên tắc khác nhau vào hệ thống này với sự hỗ trợ từ phần mềm của riêng họ, giúp đạt được độ tin cậy cao hơn và giảm thiểu cảnh báo sai. Đồng thời lưu ý rằng việc sử dụng các hệ thống này ở thời điểm hiện tại là phù hợp bởi trên thực tế, Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV hàng tuần và không phải lúc nào cũng nên đối phó với chúng bằng hệ thống phòng không. Các cơ sở nhiên liệu và năng lượng đã được trang bị hệ thống cố định để phát hiện và chống lại máy bay không người lái. Trên thực tế, phần lớn các cuộc tấn công bằng UAV xảy ra vào ban đêm khi mắt thường khó nhìn thấy vật thể bay trên bầu trời. Về đặc tính kỹ thuật của Stupor, Ông Kustarev lưu ý rằng các tổ hợp Storm và Sting được tích hợp vào hệ thống có khả năng phát hiện và nhắm mục tiêu ở khoảng cách hơn 5 km. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ PAS sẽ ngăn chặn các UAV ở khoảng cách đến 2 km. Nga hiện đang rất nỗ lực để không bị tụt lại sau phương Tây trong cuộc đua nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Hệ thống Hàng không Nhà nước Gosdiat, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, ông Evgeny Fedosov đã khẳng định việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đang tiến triển tích cực. Dự án đầy tham vọng này liên quan đến việc tạo ra một nền tảng hàng không có khả năng đáp ứng những thách thức của mọi cuộc xung đột vũ trang trong tương lai, đồng thời duy trì mô hình có người lái, được bổ sung bởi khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ông Fedosov nói rằng, chúng tôi hiện đang nghĩ đến khái niệm máy bay thế hệ chiến đấu thứ 6 khi tiến hành nghiên cứu thăm dò, trao đổi ý kiến với các chuyên gia quân sự. Hàng không có người lái sẽ tồn tại mãi mãi, bởi vì chưa có ai vượt qua được bộ não con người, tôi tin chắc rằng con người không thể bị loại khỏi hoạt động chiến đấu. Máy bay chiến đấu mới dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga vào năm 2050. Một đặc điểm của chiếc phi cơ đầy hứa hẹn là khả năng phối hợp với máy bay không người lái. Thiết kế như vậy sẽ cho phép nó giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực được bảo vệ bởi hệ thống phòng không đối phương, giảm thiểu rủi ro đến tính mạng phi công. Việc nhấn mạnh sẽ duy trì máy bay có người lái trong đội hình tác chiến tương lai của Nga làm nổi bật tầm quan trọng đối với yếu tố con người và những khả năng độc đáo mà con người mang lại trong việc quản lý các hệ thống chiến đấu phức tạp. Trong một diễn biến khác, lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã vừa có chuyến bay thử đầu tiên với chiếc máy bay TFX, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do nước này sản xuất. Chương trình máy bay chiến đấu TFX đã được khởi động từ năm 2016, sau khi công ty hàng không TUSAS của Thổ Nhĩ Kỳ ký một thỏa thuận trị giá 125 triệu với công ty BAE Systems của Anh. Chiếc máy bay thử nghiệm đã cất cánh rồi quay trở lại căn cứ không quân ở phía bắc Ankara. Chiếc máy bay chiến đấu mới được trang bị hai động cơ General Electric F-110, cũng được sử dụng trên máy bay F-16 của Mỹ, có tên gọi là Khan. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đã bay trên không trong 13 phút và đạt độ cao 8.000 feet, 2.438 m Theo nhà phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay đạt tốc độ 426 km h Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã được thông báo về cột mốc quan trọng này và cho biết nước này đã vượt qua giai đoạn rất quan trọng trên con đường sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của riêng mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng Tôi không thể hiểu nổi vì sao ông Trump có thể đứng về phe ông Putin, thật không thể tin được. Ông Zelensky cho rằng ông Trump không hiểu ông Putin hay mục đích của Tổng thống Nga. Tôi biết rằng ông Trump đã gặp ông Putin, Song quân đội Mỹ và Nga chưa từng xung đột với nhau. Tôi là người hiểu hơn về vấn đề này. Tổng thống Ukraine cho biết, ông Trump không hiểu sự thật rằng ông Putin sẽ không bao giờ dừng lại. Ông Zelensky nhấn mạnh, nếu ông Trump chọn đứng về phía Nga thay vì Ukraine, đây sẽ là hành động chống lại người dân Mỹ. Cựu tổng thống Donald Trump từng từ chối nói ông muốn Nga hay Ukraine chiến thắng trong cuộc xung đột. Ông Trump đã có mối quan hệ tốt với ông Putin, thường coi điều này như minh chứng về kết quả chính sách đối ngoại dưới thời ông còn tại nhiệm. Trước đó, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng các nước NATO đang cười nhạo Mỹ khi Washington chi quá nhiều tiền cho Ukraine cũng như vấn đề trần nợ công. Do đó, ông Trump đề xuất nên cho Ukraine vay vốn thay vì viện trợ một cách vô điều kiện. Ông Trump nhấn mạnh các nước NATO nên là bên phải trả khoản viện trợ này, đồng thời nhắc đến gần 200 tỷ đô la Mỹ Washington đã viện trợ cho Ukraine từ đầu xung đột đến nay. Ông Trump được xem là ứng cử viên Đảng Cộng hòa sẽ tạo nhiều thách thức cho ông Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp đến đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Ukraine. Mặc dù từng gợi ý rằng ông sẽ sử dụng viện trợ của Mỹ làm đòn bẩy để buộc Kiev phải đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow, nhưng sau đó ông lại kêu gọi các thành viên châu Âu của NATO tăng cường đóng góp. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra đề nghị đưa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm mặt trận chính của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Zelensky cho rằng ông Trump nên tận mắt chứng kiến cuộc xung đột trước khi đưa ra các quyết định chính sách. Tổng thống Ukraine nói tại Hội nghị An ninh Munich rằng nếu ông ấy đến, tôi sẵn sàng đi cùng ông ấy ra tiền tuyến. Tôi nghĩ nếu chúng ta muốn đối thoại về cách kết thúc xung đột, chúng ta phải cho những người ra quyết định thấy điều đó có nghĩa là gì. Họ phải thấy một cuộc giao tranh thực sự, chứ không phải thấy trên Instagram. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức bằng cách buộc ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán. Phản ứng với những tuyên bố này, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng ông Trump nên đến thăm Ukraine để tự mình chứng kiến quy mô của cuộc xung đột Ông Zelensky nói, nếu ông ấy có thể đến đây, tôi chỉ cần 24 phút để giải thích với Tổng thống Trump rằng ông ấy không thể kiểm soát cuộc xung đột này. Hồi tháng 1 năm 2024, ông Zelensky tiếp tục lặp lại các bình luận. Vâng, làm ơn, ông Donald Trump, tôi mời ông đến Ukraine, tới Kiev. Nếu các ông có thể ngăn chặn cuộc xung đột trong 24 giờ, tôi nghĩ chỉ cần đến Kiev là đủ. Bất cứ ngày nào tôi cũng có mặt ở đây. Thưa quý vị, các quan chức Đức đang tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Ấn Độ để mua đạn dược cho Ukraine. Gần đây, chính phủ Đức cũng đã phê duyệt viện trợ quân sự trị giá 1,13 tỷ euro. Đặc biệt, nằm trong gói thầu này, Đức cũng sẽ lần đầu tiên chuyển giao đạn pháo 122mm từ thời Liên Xô cho Ukraine. Theo tờ Spiegel của Đức, ngày 26 tháng 2, một phái đoàn không chính thức gồm các sĩ quan, nhà ngoại giao và công chức từ văn phòng thủ tướng, Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế gặp nhau hai tuần một lần tại Berlin, Đức. Tại cuộc gặp, họ sẽ xem xét nên tiếp cận những quốc gia nào, nơi vẫn có kho dự trữ để tìm kiếm vận trợ cho Ukraine và làm cách nào để thuyết phục những nước đó. Theo những người trong cuộc, Ấn Độ vẫn có kho dự trữ đạn pháo tương đối lớn với tổng số vài trăm nghìn viên. Nhưng chính phủ Ấn Độ, vốn vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với Nga, sẽ không thừa nhận muốn bán bất kỳ loại vũ khí nào dù họ sẵn lòng tờ Spiegel viết. Do đó, các cuộc đàm phán bí mật đang được tiến hành để xem liệu đạn dược có thể mua được thông qua trung gian hay không. Trong chuyến thăm Đức tham dự hội nghị an ninh Munich, Bộ trưởng Ngoại giao Jai cho biết Ấn Độ và Nga luôn chia sẻ mối quan hệ ổn định và thân thiện. Moscow chưa bao giờ làm tổn hại đến lợi ích của New Delhi. Ông Jai nhấn mạnh, châu Âu cần nhận ra rằng Ấn Độ không thể duy trì quan hệ với Nga theo quan điểm của châu Âu người đứng đầu bộ ngoại giao ấn độ đồng thời kêu gọi các bên nên chấp nhận những khác biệt tự nhiên trong các mối quan hệ ông jayanka nói mối quan hệ của các cường quốc như châu âu mỹ trung quốc hay nhật bản với nga đều có những thăng trầm chúng tôi đã có mối quan hệ ổn định và thân thiện với nga đối với những quốc gia khác mọi thứ có sự khác biệt và xung đột có thể đã định hình mối quan hệ như chúng tôi có mối quan hệ khó khăn hơn về mặt chính trị và quân sự với trung quốc đề cập đến vấn đề liệu những khác biệt trong mối quan hệ với nga có ảnh hưởng đến quan hệ ấn độ châu âu hay không Bộ trưởng ngoại giao Jaishanka cho rằng Ấn Độ và châu Âu đã truyền đạt rõ quan điểm của mỗi bên nhưng chưa nhấn mạnh đến sự khác biệt. Theo ông Jaishanka, khi cuộc xung đột Nga Ukraine diễn ra, châu Âu đã chuyển phần lớn hoạt động mua năng lượng sang Trung Đông, khu vực vào thời điểm đó là nhà cung cấp năng lượng chính cho Ấn Độ và các quốc gia khác. Trong nhiều trường hợp, các nhà cung cấp ở Trung Đông ưu tiên cho châu Âu do trả giá cao hơn. Điều này đã kéo theo việc Ấn Độ phải gia tăng chi phí cho việc nhập khẩu dầu từ khu vực này. Dù khẳng định mối quan hệ ổn định và thân thiện với Nga, nhưng Ấn Độ cũng quay sang tìm cách trấn an phương Tây. Bộ ngoại giao Ấn Độ mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng một số công dân nước này đã gia nhập quân đội Nga. Những người này được cho là đang tìm kiếm sự giúp đỡ để được giải ngũ. Trong một tuyên bố, Bộ ngoại giao Ấn Độ khẳng định, từng trường hợp như vậy đã được chính quyền Nga giải quyết và những trường hợp được Bộ ngoại giao Ấn Độ chú ý đều đã được đưa lên đại sứ quán Nga ở New Delhi. Kết quả là một số trường hợp đã được giải ngũ theo nguyện vọng. Tuyên bố của Bộ ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh Nước này cam kết việc sớm giải ngũ cho công dân Ấn Độ khỏi quân đội Nga như là một vấn đề ưu tiên hàng đầu, đồng thời sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của Nga đối với tất cả các trường hợp liên quan. Theo các phương tiện truyền thông, một số người Ấn Độ từng đảm nhận công việc trợ giúp an ninh trong quân đội Nga, thậm chí họ bị buộc phải chiến đấu cùng binh lính Nga ở một số khu vực dọc biên giới Nga-Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ, Randy Jaiswan đã kêu gọi người dân thận trọng cũng như tránh xa khu vực xung đột ở Ukraine trong bối cảnh có thông tin về việc công dân Ấn Độ đăng ký làm công việc hỗ trợ trong quân đội Nga. Tại diễn đàn Ukraine 2024 được tổ chức ở Kiev vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamisin cho biết Ukraine đã phát triển vũ khí tầm xa của riêng mình, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 700 km. Ông Alexander Kamisin nhấn mạnh, chương trình quan trọng nhất đối với quốc gia của chúng tôi là tên lửa, Chúng tôi đã sở hữu vũ khí tầm xa có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 700 km. Ông không tiết lộ chi tiết loại vũ khí tầm xa này, nhưng lưu ý rằng chúng đã được triển khai thành công trong hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không sử dụng vũ khí do đối tác phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu ngoài biên giới. Ông Zelensky nhấn mạnh Kiev sẽ sử dụng vũ khí của riêng mình nhằm vào các mục tiêu bên ngoài vùng lãnh thổ. Không chỉ trên lĩnh vực quân sự, cuộc đối đầu giữa Nga, Ukraine còn diễn ra căng thẳng trên mặt trận ngoại giao. Theo đài RT của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một buổi họp báo mới đây nhấn mạnh rằng Ý nên thu hồi thị thực, tức là visa của những người có quan điểm ủng hộ Tổng thống Nga Putin, nhằm đảm bảo họ không làm gián đoạn việc cung cấp viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev. Theo đó, phóng viên nhật báo Ý Corriere de la Sera đã hỏi ông Zelensky liệu những người ở châu Âu có thiện cảm với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ làm phức tạp việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine hay không. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Trong lúc bà Meloni có chuyến thăm đến Kiev, ông Zelensky trả lời phóng viên bằng tiếng Anh rằng Tôi rất biết ơn Thủ tướng của các bạn, bà ấy đứng về phía chúng tôi và tôi hài lòng với thỏa thuận chúng tôi đã ký hôm qua nhưng bạn nói đúng, có rất nhiều người ủng hộ ông Putin ở Ý. Trước hết, các bạn phải hủy thị thực của họ. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Ý cung cấp cho Kiev thêm vũ khí, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không. Trong diễn biến có liên quan, ngày 26 tháng 2, Nga cho biết quân đội nước này sử dụng 14 máy bay không người lái tấn công và loạt tên lửa tập kích vào các mục tiêu ở Ukraine. Đáp trả, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố các hệ thống phòng không của họ bắn hạ 9 máy bay không người lái cũng như ba tên lửa dẫn đường ở khu vực Kharkov và Petrov Lực lượng không quân Ukraine cho biết thêm, Nga cũng đã phóng hai tên lửa S-300 từ hệ thống tên lửa phòng không và một tên lửa không đối đất KH-31P vào các mục tiêu ở Ukraine. Khi được hỏi về thông tin Kiev đã đề nghị Paris cung cấp tiêm kích Mirage 2000 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 25 tháng 2 rằng Đúng vậy, chúng tôi thảo luận về vấn đề chiến đấu cơ Pháp. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine muốn mẫu chiến đấu cơ của Pháp sau khi thông tin này xuất hiện vào năm ngoái. Ông Zelensky không tiết lộ Kiev đang đề xuất Paris cung cấp phiên bản Mirage 2000 nào. Song giới chuyên gia cho rằng Ukraine muốn dòng Mirage 2000D, phiên bản được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Một số quan chức Pháp trước đó cũng đề cập tới khả năng chuyển biến thể Mirage 2000C loại được thiết kế chủ yếu cho mục đích phòng không, tới Ukraine. Trước đó, khoảng 30 phi công Ukraine được huấn luyện cấp tốc để lái máy bay chiến đấu Mirai 2000 của Pháp. Quá trình đào tạo đã kéo dài khoảng một tháng rưỡi. Điều này được báo Lê Figaro của Pháp đưa tin. Công tác huấn luyện diễn ra tại các căn cứ không quân mont de và Nancy. Paris thường xuyên bị chỉ trích vì không thể hiện quan điểm rõ ràng về Nga. Tuy nhiên, trên thực tế, Pháp là một trong những nước châu Âu đầu tiên đáp ứng yêu cầu viện trợ quân sự của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Cụ thể, Pháp đã quyết định gửi pháo tự hành sơ ra đầu tiên cho Kiev. Sau đó, Pháp là nước đầu tiên gửi phương tiện chiến đấu bọc thép hạng nặng AMX đến Ukraine. Nhu cầu nhận viện trợ máy bay chiến đấu của Ukraine không chỉ từ Washington, đặc biệt là với F-16. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã kêu gọi hầu hết các quốc gia cung cấp vũ khí cho Kiev gửi máy bay chiến đấu. Pháp cũng nhận được đề nghị tương tự. Thông tin này được chính thức công bố vào đầu năm 2023, với đề nghị rằng Kiev muốn nhận máy bay chiến đấu Rafale của Pháp việc đào tạo 30 phi công Ukraine ở Pháp là một tín hiệu cho thấy Paris có thể đã chấp nhận yêu cầu của ông Zelensky nhưng không đạt được sự thỏa hiệp về chính trị trong nước, tức là Bộ Quốc phòng Pháp đã từ chối yêu cầu gửi Rafale, thay vào đó là máy bay chiến đấu Mirage 2000. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã nói với các phóng viên rằng việc gửi máy bay chiến đấu cho Không quân Ukraine không phải là một chủ đề cấm kỵ, tức là Pháp thấy không có lý do nào trong chính sách đối ngoại để kiềm chế hành động như vậy. Nhưng ông Lecornu cho biết. Để làm như vậy vào thời điểm đó, Paris sẽ phải phân tích ba tiêu chí ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Đó là tính hữu dụng và hiệu quả của vũ khí đối với lực lượng vũ trang Ukraina không gây nguy cơ leo thang xung đột và không làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân đội Pháp. Hiện máy bay Mirage 2000 không còn phục vụ trong lực lượng không quân Pháp, nhưng Paris vẫn có sẵn. Điều này có nghĩa là Pháp có thể tự cung cấp hoặc tạo điều kiện tái xuất khẩu từ các quốc gia vẫn sử dụng chúng. Đó là Ấn Độ, UAE, Hy Lạp, Ai Cập, Brazil, Qatar và Peru. Ngoài ra, việc cung cấp Mirage 2000 còn có thể giúp Pháp đảm bảo việc sản xuất những chiếc Rafale tiên tiến trong tương lai. Trước đó, dây chuyền sản xuất loại máy bay chiến đấu này có nguy cơ bị dừng lại. Vì vậy, nếu Paris cho phép các nước tái xuất Mirage 2000 sang Ukraine, họ có thể bắt đầu đàm phán để bán Rafale cho những khách hàng đã quen với thiết kế của Pháp. Mirage 2000 có công nghệ khá lạc hậu. Chiếc máy bay này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1978 và cho đến nay đã có khoảng 600 chiếc được sản xuất. Việc sản xuất Mirage 2000 đã bị dừng lại vào năm 2007, nhưng khả năng Mirage 2000 được chuyển đến và phục vụ lần cuối ở Ukraine là rất cao, đặc biệt là khi phương Tây chủ yếu cung cấp các thiết bị cũ đã lỗi thời cho Kiev. Một tuần sau khi để mất Adipka vào tay lực lượng Nga, quân đội Ukraine đã rút khỏi làng Lashtokin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ với kênh CNN hôm 26 tháng 2 rằng tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Shishky, đang chuẩn bị hai phiên bản của kế hoạch quân sự trong trường hợp Kiev nhận và không nhận được viện trợ của Mỹ. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật, trong đó có khoản viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nhiều tháng bế tắc, nhưng dự luật hiện vẫn bị chặn tại Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Theo ông Zelensky, nếu không có sự trợ giúp của Mỹ, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong năm 2024 này, không chỉ là trong việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới mà còn cả trong hoạt động phòng thủ dọc theo chiến tuyến hiện tại. Người đứng đầu nhà nước Ukraine cho biết, một phiên bản trong kế hoạch của tướng Shisky giả định rằng nếu Washington hỗ trợ, Ukraine sẽ có thể bắt đầu đẩy lùi quân đội Nga. Còn nếu không, các lực lượng vũ trang nước này sẽ tập trung vào phòng thủ. Tổng thống Zelensky lưu ý rằng ông đã thảo luận về việc tài trợ cho Ukraine với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Marjorie Johnson, người cho đến nay vẫn từ chối đưa dự luật ra biểu quyết, thay vào đó tuyên bố tạm dừng cho đến cuối tháng 2 và nói rằng ông cảm thấy lạc quan sau cuộc trò chuyện. Ông Zelensky nói, nếu họ, tức Mỹ, thay đổi quyết định, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi, và cho biết thêm rằng ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức cuộc họp giữa các thành viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để đạt được thỏa thuận viện trợ cho Ukraine. Theo tờ Kiev Independent, ngày 27 tháng 2, sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ đã ảnh hưởng đến thực tế ở Ukraine và việc mất Adipka, một thành trì vốn nằm ở tiên tuyến kể từ năm 2014, có liên quan đến tình trạng thiếu đạn pháo và các vật tư khác do phương Tây cung cấp. Trong một phát biểu gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới chống lại Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè năm nay, nhưng Kiev đã có kế hoạch rõ ràng. Ông Zelensky nói thêm rằng điều quan trọng đối với Kiev và các đồng minh phương Tây là duy trì sự đoàn kết và chiến thắng của Ukraine phụ thuộc vào sự hỗ trợ liên tục của phương Tây. Hai năm sau khi cuộc xung đột bắt đầu, quân đội Moscow triển khai dọc theo chiến tuyến dài 600 dặm, khoảng 960 km ở phía đông và phía nam Ukraine. Trong khi Kiev đối mặt với các vấn đề trông chất từ tình trạng thiếu đạn pháo cho đến nhu cầu tên lửa tầm xa và vũ khí mới, Ông Zelensky cho biết, ông tin tưởng rằng Quốc hội Mỹ sẽ phê duyệt một đợt hỗ trợ tài chính và quân sự mới cho Ukraine và nước này sẽ cần đợt hỗ trợ đó trong vòng một tháng tới. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cũng nói Liên minh châu Âu mới chỉ cung cấp 30% trong số 1 triệu quả đạn đã hứa viện trợ. Nga giành được thắng lợi lớn nhất trên chiến trường kể từ tháng 5 năm 2023 khi kiểm soát thành phố Adipka và quân đội Ukraine đã phải rút lui để tránh bị bao vây. Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga sẽ tiến sâu hơn vào Ukraine để tiếp nối thành công này và bộ quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã chiếm được nhiều vị trí thuận lợi hơn xung quanh thành phố. Tổng thống Ukraine từ chối tiết lộ chi tiết kế hoạch trên chiến trường. Ông nói thêm, việc thay thế người đứng đầu lực lượng vũ trang là một phần trong chiến lược quân sự. Bên cạnh đó, Kyiv hy vọng sẽ có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ vào mùa xuân này để thảo luận về tầm nhìn hòa bình với các đồng minh và kế hoạch hòa bình sau đó sẽ được gửi đến Nga. Ông nói, "Tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra vào mùa xuân này. Chúng ta không được đánh mất thế chủ động ngoại giao." Có một câu hỏi đặt ra, đó là nếu Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, Mỹ và NATO sẽ làm gì tiếp theo? Họ sẽ đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà không có câu trả lời nhanh chóng hay dễ dàng. Một lựa chọn là cố gắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, duy trì các cuộc đàm phán giả với Nga và sau đó nối lại giao tranh sau khi Ukraine huấn luyện thêm binh lính và tiếp tục tấn công trở lại. Tuy nhiên, Nga sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này, từ khi các nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là cựu thủ tướng Angela Merkel, công khai tuyên bố các cuộc đàm phán của bộ tứ Normandy gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraina năm 2014 và 2015 là kế hoạch nhằm câu giờ trong khi NATO huấn luyện quân đội Ukraina cũng như hỗ trợ trang thiết bị cho nước này để chuẩn bị chiến đấu khi họ sẵn sàng. Đây là một bài học sâu sắc với tổng thống Nga Vladimir Putin và giờ đây Điện Kremlin hiểu rằng tất cả sáng kiến hòa bình do thủ tướng Đức Olaf Scholz và tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy đều chỉ nhằm đánh lừa Nga. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh nga Dmitry Medvedev thậm chí còn có những tuyên bố đi xa hơn khi ông nhận định về hãng Tass rằng Nga chỉ đàm phán với chính quyền mới của Ukraine mà không có các nhà lãnh đạo hiện tại, tức là Tổng thống Zelensky và các quan chức trong chính quyền của ông. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn với Despigen rằng ông đã từ chối thực hiện các thỏa thuận Minsk, một lộ trình nhằm hướng tới hòa bình ở miền đông Ukraine do Đức và Pháp đồng bảo trợ. Tổng thống Zelensky cho biết. Ông coi các thỏa thuận trên là sự nhượng bộ ở phía Ukraina và chưa bao giờ thực sự tìm cách thực hiện chúng. Thay vào đó, chúng chỉ được sử dụng để trao đổi tù binh với hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở khu vực Donbass. Tuy nhiên, chính Tổng thống Zelensky cũng tự tạo ra một vấn đề mà không có lối thoát cho ông. Ông đã trình quốc hội Ukraina thông qua sắc lệnh tổng thống, theo đó khẳng định việc đàm phán với Nga là bất hợp pháp cho tới khi các lực lượng của Moscow rút toàn bộ khỏi Ukraina, bao gồm cả Crimea. Như vậy, rõ ràng sắc lệnh này đã ngăn chặn việc đàm phán với Nga. Trong khi đó, Nga có mục tiêu đưa NATO ra khỏi Ukraine và phi quân sự hóa nước này. Trong kết quả do Nga đề xuất, trước đây Moscow nghĩ rằng một khi xung đột kết thúc theo những điều kiện có lợi với sự ra đi của NATO và Ukraine được phi quân sự hóa, Kiev có thể tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ bất kỳ quốc gia nào mà họ lựa chọn. Nhưng thái độ của Nga về các mục tiêu của cuộc xung đột đang thay đổi. Những bình luận của ông Medvedev dường như cho thấy một khả năng khác có thể được thảo luận. Những thành quả lãnh thổ của Nga cũng sẽ được đàm phán và Nga có lẽ muốn củng cố chúng. Tuy nhiên, Điều quan trọng là tầm nhìn của Nga về tương lai Ukraine sẽ như thế nào. Moscow đang nói về nhu cầu cần thiết lập một vùng đệm để chống lại các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Với những tên lửa tầm xa như Atak MS và khả năng Đức chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa, đặc biệt là Taurus cho Ukraine, một vùng đệm sẽ phải được thiết lập ở phía tây sông Dnieper. Một câu hỏi nữa được đặt ra là NATO liệu có mạo hiểm tham gia vào cuộc xung đột với Nga? Trên thực tế, không phải tất cả các thành viên NATO đều nhất trí thực hiện điều năm hiến trương NATO về phòng thủ tập thể nếu xung đột với Nga nổ ra. Họ hiểu họ đang ở trên sợi dây rất mong manh và thiếu sự ủng hộ của dư luận để đi đến xung đột với Ukraine. Giữa bối cảnh kho vũ khí châu Âu chủ yếu đã cạn kiệt, chính sách tốt nhất của NATO sẽ là cố gắng tìm cách đối thoại với Nga. Dù vậy, gần đây Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố liên minh này cho phép Ukraine tấn công vào bên trong nước Nga và các tiêm kích F-16 sẽ sớm đến tay Kiev. Đáp lại, Nga cho biết nếu tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất tấn công nước này, Ukraine sẽ không còn là mục tiêu duy nhất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ chi tiết cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2019 ở Paris, Pháp. Cuộc gặp riêng diễn ra bên lề hội nghị bộ tứ Normandy ở Paris và có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 25 tháng 2, ông Zelensky cho biết, Ông Putin từng kêu gọi ông hợp tác để chấm dứt cuộc giao tranh ở vùng Donbass trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 12 năm 2019. Cuộc gặp này diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông Zelensky đắc cử chức Tổng thống Ukraine và là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Putin và ông Zelensky. Theo ông Zelensky, ông Putin đã liên tục nêu ra vấn đề ngừng bắn ở Donbass. Ông Zelensky nói, ông ấy liên tục nhắc lại ý tưởng ngừng bắn nhưng chúng tôi đã thấy điều gì xảy ra với ý tưởng đó. Nó tồn tại được vài tháng, sau đó chúng tôi lại bắt đầu chịu thiệt hại. Tổng thống Zelensky nói rằng ông không nhớ các thông tin chi tiết về cuộc gặp vì ông cảm thấy như thể nó diễn ra ở một thế giới khác, nơi mọi thứ đều khác. Khi đó, ông Zelensky đã bày tỏ sự hoài nghi về các thỏa thuận Minsk do chính phủ Ukraine ký với phe ly khai ở Donetsk và Lugansk. Ông Zelensky vào thời điểm đó cho rằng việc các bên rút quân khỏi đường liên lạc như hiệp định không diễn ra hiệu quả. Ông Zelensky đã cho ông Putin xem dữ liệu, cho thấy việc thực thi thỏa thuận Minsk là quá ít ỏi và quá chậm chạp. Ông nói, tôi cho ông ấy thấy rằng với tốc độ như vậy, chúng tôi sẽ mất 20 năm để rút hết quân. Điều đó có nghĩa là cuộc xung đột ở Donbass sẽ đóng băng trong nhiều năm. Ông Zelensky cho biết ông Putin đã tìm cách thương lượng trong một thời gian dài liên quan tới thỏa thuận Minsk. Trong cuộc họp báo gần đây, ông Zelensky còn nhấn mạnh ông Putin không muốn kết thúc cuộc xung đột này. Tình hình hiện là như vậy, trong một diễn biến khác, ông Andriy Yermak, Tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky, hôm 25 tháng 2 cho biết, Ukraina và các đối tác nước ngoài có thể mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong tương lai để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm theo các điều kiện của Kyiv. Theo ông Yermak, Thụy Sĩ sẽ tổ chức một hội nghị để thảo luận về triển vọng hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky và kế hoạch có thể được chuyển cho Nga trong cuộc họp thứ hai một ngày sau đó. Tổng thống Zelensky lần đầu công bố kế hoạch hòa bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm 2022. Kế hoạch kêu gọi khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút toàn bộ quân đội Nga. Kiev từng khẳng định sẽ không đối thoại với Moscow cho đến khi toàn bộ quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Điện Kremlin cũng cho rằng hiện tại không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Khẩu đội Alpha Battery, tiểu đoàn 5, trung đoàn pháo phòng 04, 54 ADA thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không và Tên lửa Lục quân 10 của Mỹ có trụ sở tại Đức đã tổ chức lễ tái triển khai hệ thống phòng không tầm ngắn cơ động M-Sorat tới Đông Âu. Đây là dấu mốc quan trọng trong năng lực quân sự của Mỹ cũng như hệ thống phòng thủ phía đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Đại úy Michael Archer, Alpha Battery đã hoàn thành đáng kể việc triển khai hoạt động đầu tiên của hệ thống M-Sorat trên khắp Ba Lan, Slovakia và Romania được triển khai vào tháng 8 năm 2023, sứ mệnh này có ý nghĩa then chốt trong việc củng cố sườn phía đông của NATO, thể hiện cam kết kiên định đối với an ninh khu vực và bảo vệ các quốc gia đồng minh trước các mối đe dọa trên không bao gồm máy bay có cánh cố định và cánh quay cũng như máy bay không người lái. Hệ thống M-Sorad được công nhận về tính linh hoạt và hiệu quả trong việc bảo vệ lực lượng cơ động, thể hiện bước nhảy vọt về khả năng phòng không là một phần của bộ chỉ huy phòng không và tên lửa quân đội số 10. Việc triển khai của Alpha Battery khẳng định cách tiếp cận đổi mới của quân đội Mỹ đối với phòng không. Đây là đơn vị đầu tiên trong quân đội Mỹ thực hiện và đánh giá 4 hệ thống MSRAT nguyên mẫu, từ đó tạo tiền lệ cho các hoạt động tiếp theo và tích hợp chiến lược các khả năng của vũ khí này trong các đơn vị cơ động của quân đội. Hệ thống MSRAT Increment 1 thể hiện sự tiến bộ đáng kể về khả năng phòng không của quân đội Mỹ, được thiết kế đặc biệt để giải quyết các mối đe dọa trên không phải đối mặt trên các chiến trường ngày nay. Cấu hình vũ khí của đặc biệt đáng chú ý vì tính linh hoạt và khả năng đối phó mối đe dọa toàn diện với hai tên lửa AGM-114L Longbow Hellfire. Hệ thống này được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất và bốn tên lửa FIM-92 Stinger trong một bệ phóng được Raytheon định cấu hình để chống lại các mối đe dọa trên không. Ngoài ra, việc trang bị pháo tự động XM-914 30mm và súng máy M240 7,62mm mang lại cho m Sorat nhiều lựa chọn phản ứng chống lại cả mục tiêu trên không và mặt đất. Tháp pháo không người lái đa năng này có khả năng giải quyết một loạt mối đe dọa trên chiến trường, nhấn mạnh giá trị chiến lược của hệ thống đối với các đơn vị cơ động. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Canada, Bill Blair cho biết chính phủ nước này sẽ mua các hệ thống phòng không và chống máy bay không người lái với giá khoảng 273,5 triệu đô la Canada để tăng cường cho lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Canada chỉ huy tại Latvia nằm sát biên giới với Nga. Trong đó, Canada sẽ đầu tư 227,5 triệu đô la Canada và khoảng 168,7 triệu đô la Mỹ để mua hệ thống phòng không tầm ngắn cùng các thiết bị liên quan từ công ty Saab Canada và thiết bị chống máy bay không người lái trị giá 46 triệu đô la Canada, khoảng 34,1 triệu đô la Mỹ. Canada dự kiến sẽ nhận được những hệ thống đầu tiên vào cuối năm nay. Thương vụ dự kiến sẽ tăng cường khả năng chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên không nào bằng máy bay chiến đấu, trực thăng và các hệ thống máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Canada còn cho biết, các hệ thống này sẽ giúp phát hiện, nhận dạng, theo dõi và đánh bại các máy bay không người lái nhỏ. NATO đã thành lập các lực lượng chiến đấu đa quốc gia ở các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva kể từ năm 2014. Canada hiện đang chỉ huy lực lượng ở Latvia gồm 1.700 quân, trong đó có khoảng 1.000 quân Canada. Ottawa từng công bố kế hoạch triển khai 4 trực thăng quân sự và 15 xe tăng Leopard 2A4M ở Latvia, và chính phủ Canada cũng cam kết sẽ tăng gấp đôi số tiền đóng góp cho việc này với tối đa là 1.200 binh sĩ tham gia. Đoàn máy kéo của nông dân đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia Bỉ ngày 26 tháng 2 tiến vào Bruxelles, nơi được coi là trái tim của Liên minh châu Âu EU, bảo vệ các tuyến phố xung quanh trụ sở của khối khi 27 Bộ trưởng Nông nghiệp EU đang họp để thảo luận đề xuất đơn giản hóa chính sách nông nghiệp chung CAP. Cuộc họp của các Bộ trưởng Nông nghiệp EU được tiến hành nhằm xoa dịu những lo ngại của nông dân các nước thành viên về tình trạng quan liêu trong các quy định môi trường của khối, cũng như cạnh tranh gay gắt từ nông sản nhập khẩu giá rẻ. Ngoài ra, nông dân châu Âu còn phản đối tình trạng cạnh tranh từ nông sản nhập khẩu giá rẻ từ những quốc gia không cần đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của EU, khiến họ thất thế ngay trên sân nhà. Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra khi người biểu tình đốt lốp xe và các loại vật liệu khác tại địa điểm biểu tình. Nhóm cảnh sát chống bạo động đứng sau hàng rào thép gai đã phải hứng chịu chai lọ và trứng được ném từ nhóm người quá khích. Thậm chí họ còn sử dụng xe bồn chứa phân bón hữu cơ để phun về phía cảnh sát khiến trang phục của cảnh sát chống bạo động lấm lem chất bẩn. Đây là cuộc biểu tình thứ hai trong tháng của nông dân khắp châu Âu. Hồi đầu tháng, một cuộc biểu tình tương tự xảy ra ở Bruxelles, nơi diễn ra hội nghị của các lãnh đạo EU. Tây Ban Nha, Hà Lan và Bulgaria cũng chứng kiến các cuộc biểu tình tương tự trong vài tuần gần đây. Bruxelles đã đưa ra hàng loạt nhượng bộ, bao gồm đình chỉ quy định về đất đai, bỏ hoang và công bố các biện pháp bảo vệ để ngăn nông sản Ukraine tràn ngập thị trường châu Âu trong ngắn hạn, Ủy ban châu Âu tiếp tục đề xuất dỡ bỏ các hạn chế môi trường bằng việc xóa bỏ yêu cầu của người từng chăn nuôi gia súc gia cầm muốn chuyển đổi đất sang đồng cỏ, cắt giảm các cuộc thanh tra trang trại. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Bỉ, David Clarinvan, quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, sau cuộc họp cho biết những biện pháp này sẽ là bước đầu tiên giải quyết lo ngại của nông dân nhưng vẫn chưa đủ. Ông nói thêm, các quốc gia EU kêu gọi Ủy ban nhanh chóng bổ sung các biện pháp mới. Cách đây vài hôm, Ủy ban Châu Âu EC đã đề xuất nới lỏng một số yêu cầu về môi trường đối với nông dân, đơn giản hóa việc quản lý và giảm bớt những cuộc kiểm tra tại chỗ nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình. Trên mạng xã hội X, ủy viên phụ trách nông nghiệp của EU, Janusz Gochczykowski nêu rõ, thông điệp từ những người nông dân rất rõ ràng. Đáp lại thông điệp này, EC đã xác định một loạt hành động ở cấp độ EU có thể giúp giảm bớt gánh nặng hành chính cho các nông dân trong thời gian tới. EU khẳng định đang lắng nghe những lo ngại của nông dân và các đề xuất nói trên là một phần trong những nhượng bộ của khối này nhằm chấn an nông dân. Ngoài ra, EC cũng dự kiến thay đổi cách thức hoạt động của các cuộc kiểm tra tại chỗ nhằm giảm 50% số cuộc kiểm tra đối với các nông dân. Trong những tuần gần đây, EU đã có một số nhượng bộ sau khi nông dân trên khắp châu Âu quy kết trách nhiệm cho chính sách nông nghiệp chung và thỏa thuận xanh sắp tới của EU về những khó khăn của họ. Những nhượng bộ này bao gồm gia hạn đình chỉ, các quy định về đất bỏ hoang và tăng cường các biện pháp ngăn chặn hàng nhập khẩu của Ukraine tràn ngập thị trường EU theo kế hoạch miễn thuế được đưa ra sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đan Mạch đã hủy bỏ cuộc điều tra về vụ nổ trên đường ống dẫn khí Nord Stream, dòng chảy phương Bắc, do không có căn cứ để tiếp tục. Cơ quan cảnh sát Đan Mạch cho hay, không có đủ căn cứ để theo đuổi vụ án hình sự ở Đan Mạch nên cảnh sát Copenhagen đã quyết định kết thúc cuộc điều tra về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream dòng chảy phương Bắc. Đại diện cảnh sát Đan Mạch lưu ý, dựa trên thông tin từ cuộc điều tra, có hành vi cố ý phá hoại đường ống Nord Stream. Trước đó, cơ quan công tố Thụy Điển cũng thông báo, lực lượng chức năng nước này sẽ khép lại quá trình điều tra về vụ nổ, đồng thời chuyển giao bằng chứng thu thập được cho nhà chức trách Đức. Nguyên nhân là vì phía Thụy Điển cho rằng không có gì cho thấy công dân nước này có liên quan đến vụ việc vốn diễn ra trong vùng biển quốc tế. Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đã dự kiến các cuộc điều tra về Nord Stream, điều mà các nhà phân tích cho rằng là do những gì họ phát hiện có thể gây ra hậu quả ngoại giao. Cảnh sát Đan Mạch khẳng định đã hợp tác với các đối tác nước ngoài có liên quan và cuộc điều tra mà họ tiến hành vừa phức tạp vừa toàn diện. Người phát ngôn của cảnh sát Đan Mạch cũng từ chối bình luận khi được Reuters yêu cầu giải thích vì sao không có đủ cơ sở để tiếp tục điều tra và họ đã chia sẻ phát hiện của mình với nước nào hiện vẫn còn tranh cãi về việc ai đã thực hiện các cuộc tấn công diễn ra vào tháng 9 năm 2022 nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 1 và Nord Stream 2 ở biển Baltic. Nhiều chính phủ châu Âu nghi ngờ Nga, Moscow đổ lỗi cho Washington và các đồng minh, trong khi Ukraine bác liên quan đến các cuộc tấn công. Tháng 9 năm 2022, Thụy Điển và Đan Mạch phát hiện bốn đoạn đường ống dò dỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số bốn điểm rò dỉ này, hai điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và hai điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Các nhà chức trách Nga, Mỹ và EU cho biết những đoạn dò gì có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại đổ lỗi cho nhau liên quan đến đường ống Nord Stream bị rò rỉ. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng biệt để thu thập thông tin và tài liệu riêng về sự cố ở đường ống Nord Stream. Thời gian qua, đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là tâm điểm trong cuộc chiến năng lượng căng thẳng giữa châu Âu và Nga vốn là một trong những nguyên nhân khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt, gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn của phương Tây. Bên cạnh đó, theo các nhà điều tra châu Âu, giới chức Ba Lan đã từ chối hợp tác trong cuộc điều tra quốc tế về nghi án phá hoại đường ống dẫn khí thiên nhiên Nord Stream và không đưa ra những chứng cứ có thể là rất quan trọng. Giới điều tra hy vọng chính phủ mới ở Warsaw nhậm chức sẽ giúp làm sáng tỏ vụ tấn công trên. Các nhà điều tra châu Âu từ lâu đã tin rằng vụ tấn công được phát động từ Ukraine thông qua Ba Lan. Song họ nói rằng việc Vaksava không hợp tác đầy đủ đã gây khó khăn cho việc xác định liệu chính phủ Ba Lan trước đây có biết đến cuộc tấn công hay không. Các công tố viên Ba Lan giám sát cuộc điều tra trong nước cho biết họ đang hợp tác với các nước khác, nhưng chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Ba Lan có liên quan. Lực lượng biên phòng và cơ quan an ninh nội địa Ba Lan từ chối bình luận. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lực lượng Hezbollah tại Liban Tối ngày 26 tháng 2, tuyên bố đã bắn hơn 60 quả tên lửa các Yusa về phía Cao nguyên Golan mà Israel đang kiểm soát của Syria. Cụ thể trong một thông báo chính thức, nhóm vũ trang lớn nhất tại Liban cho biết, mục tiêu của cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn này là sở chỉ huy sư đoàn Cao nguyên Golan của quân đội Israel, mục đích là để đáp trả cuộc không kích do quân đội Israel tiến hành trước đó cùng ngày nhằm vào một vị trí gần thành phố Belbek, miền đông Liban và cách đường biên giới với Israel khoảng 100 km. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận nào về cuộc tấn công tên lửa của Hezbollah vào Cao nguyên Golan, trong khi đó, truyền thông Israel khẳng định chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong trong cuộc tập kích tên lửa mới nhất của Hezbollah vào nước này. Baalbek là một trong những thành trì quan trọng của Hezbollah tại Liban. Cuộc không kích vào Baalbek hôm qua được cho là lần tấn công sâu nhất vào trong lãnh thổ Liban mà quân đội Israel từng thực hiện trong nhiều năm qua. Theo một số chuyên gia khu vực, cuộc không kích có thể là dấu hiệu cho thấy Israel bắt đầu mở rộng mục tiêu tấn công vào Liban nhằm đáp trả các cuộc bắn phá kéo dài liên tục hơn 4 tháng qua của Hezbollah sang miền Bắc Israel. Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 27 tháng 2 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, phía Israel đã nhất trí thả khoảng 400 tù nhân Palestine như một phần khuôn khổ thỏa thuận con tin được đưa ra trong các cuộc đàm phán gần đây ở Paris, nước Pháp. Trong những tù nhân Palestine được thả lần này, có một số người bị bắt và kết án vì những tội danh nghiêm trọng. Đổi lại, phía Tel Aviv nhận lại 40 phụ nữ và người cao tuổi đang bị giữ ở giải Gaza. Việc trao đổi các công dân Israel và tù nhân Palestine sẽ được thực hiện ngay khi hai bên đạt thỏa thuận về con tin. Một số nguồn tin khác cho biết Israel cũng sẽ để người dân Palestine dần dần quay lại vùng phía Bắc Gaza cũng như cho phép nguồn viện trợ nhân đạo vào khu vực này nhiều hơn cũng liên quan đến giao tranh căng thẳng ở giải Gaza. Ngày 26 tháng 2, Liên đoàn Ả Rập AL và Thổ Nhĩ Kỳ đã hối thúc các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ coi việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine là bất hợp pháp. Trước đó, tại La Hay, Hà Lan, ICJ, Tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc, đã mở phiên tòa để đánh giá những hậu quả pháp lý của việc Israel thực thi chính sách và hoạt động chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine kể từ năm 1967, bao gồm Đông Jerusalem. Israel không cử đại diện tham dự nhưng gửi văn bản liên quan đến vụ việc. Trong suốt phiên tòa, các thẩm phán ICJ đã lắng nghe trình bày của đại diện hơn 50 quốc gia về vấn đề này. Tổng thư ký AL, ông Ahmed AboulGheit kêu gọi ICJ xác nhận hành vi chiếm đóng của Israel là bất hợp pháp và đưa ra phán quyết rõ ràng về hậu quả pháp lý cho tất cả các bên, đặc biệt là những bên đã phớt lờ, hỗ trợ hoặc tham gia bằng bất kỳ hình thức nào vào việc kéo dài tình trạng bất hợp pháp này. Cùng chung quan điểm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Yildiz khẳng định việc chiếm đóng chính là gốc rễ của xung đột trong khu vực. Ông cũng đề cập đến xung đột giữa phong trào Hamas và Israel. Theo ông, những diễn biến sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã lần nữa chứng minh rằng sẽ không có hòa bình trong khu vực nếu không giải quyết tận gốc xung đột Israel-Palestine. Ông nhấn mạnh hành vi chiếm đóng này là rào cản thực sự đối với hòa bình và hối thúc các thẩm phán tuyên bố đây là hành vi trái phép. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết không quân nước này vừa tiến hành cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban. Theo đó, máy bay chiến đấu IDF đã bắn tên lửa vào một vị trí ở phía bắc Liban, cách đường biên giới với Israel khoảng 100 km. Một nguồn tin an ninh Liban vào hôm 26 tháng 2 cho biết Israel đã tập kích chúng tòa nhà được một tổ chức dân sự thuộc Hezbollah dùng làm trụ sở tại khu vực ngoại ô thành phố Bebek, và một nhà kho của nhóm Vũ trang gần thành phố. Hình ảnh do truyền thông Liban và Israel chia sẻ cho thấy những đám khói lớn bốc lên từ khu vực thành phố Banbek, dường như là hiện trường vụ tấn công. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cùng ngày xác nhận đang tập kích các mục tiêu liên quan Hezbollah ở sâu trong lãnh thổ Liban, song chưa công bố chi tiết. Đây là lần đầu tiên IDF tấn công mục tiêu ở miền đông Liban kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah bùng phát vào tháng 10 năm ngoái đồng thời là đòn tập kích sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong nhiều năm qua. Các đòn đánh trước đó của IDF chủ yếu nhắm vào miền Nam Liban, khu vực giáp biên giới với Israel, dù lực lượng này vài tuần gần đây bắt đầu tập kích sâu hơn. Một nguồn tin an ninh Liban cho hay, vụ tấn công cho thấy quân đội Israel bắt đầu mở rộng quy mô chiến dịch trả đũa Hezbollah. Theo truyền thông khu vực, khu vực Banbek là một trong những đại bản doanh của Hezbollah ở Liban. Việc lần đầu không kích vào Banbek có thể là dấu hiệu cho thấy IDF bắt đầu mở rộng mục tiêu tấn công tại quốc gia láng giềng. Một ngày trước đợt không kích đáng chú ý này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Joab Galan khẳng định IDF sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công Hezbollah ngay cả khi đạt được lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel, chiến dịch tấn công Hezbollah sẽ chưa dừng lại trước khi nhóm vũ trang này chịu thoái lui hoàn toàn khỏi khu vực biên giới và người dân Israel có thể an toàn trở về nơi sinh sống dọc biên giới như trước đây. Trước đó, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric đã kêu gọi các lực lượng Israel và phong trào Hezbollah ở Liban ngừng các hành động bạo lực trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Người phát ngôn Duzaric nhấn mạnh rằng căng thẳng gần đây thực sự nguy hiểm và cần dừng lại. Ông lưu ý rằng lực lượng gìn giữ hòa bình của Phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Liban đã nhận thấy sự thay đổi đáng lo ngại trong các cuộc giao tranh bằng hỏa lực giữa lực lượng vũ trang Israel và các nhóm vũ trang ở Liban. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh Washington tiếp tục quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng ở Liban, đồng thời kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để giải quyết căng thẳng ở quốc gia Trung Đông này, cũng như không để xung đột lan rộng trong khu vực. Căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Liban, Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 sau khi nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban nã hàng chục quả tên lửa về phía Israel. Cụ thể, sau khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào Gaza, Hezbollah đã nã pháo vào trang trại Sheba mà Israel kiểm soát tại khu vực biên giới nhằm biểu thị tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. IDF đã đáp trả bằng nhiều đợt không kích và pháo kích dữ dội vào Liban trong hơn 4 tháng qua, khiến hơn 200 người thiệt mạng, phần lớn là thành viên Hezbollah. Thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở giải Gaza, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã dán một đòn đáng kể vào sức mạnh quân sự của Hamas khi tuyên bố tiêu diệt 18 trong số 24 tiểu đoàn của phong trào vũ trang này. Thông tin trên được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu ra, nhấn mạnh Hamas thiệt hại hơn 10.000 tay súng, trong đó có một số chỉ huy chiến trường cấp cao. Về phía Israel, kể từ cuối tháng 10 năm 2023, khi chiến dịch Iron Sword bắt đầu nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Hamas, trong ngày đầu tiên, tổn thất của họ lên tới 240 binh sĩ, nhưng kể từ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 cho tới nay thì chỉ có 579 người. Chiến dịch Iron Swords như ông Netanyahu nhấn mạnh sẽ tiếp tục cho đến khi loại bỏ hoàn toàn Hamas, quân số chiến đấu của lực lượng này ước tính lên tới từ 30 đến 40.000 người. Cuộc xung đột Hamas Israel không chỉ gây thiệt hại lớn về người mà còn khiến nền kinh tế của Israel và Palestine chịu tổn thất nghiêm trọng. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), cuộc xung đột nổ ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng của giải Gaza và khiến kinh tế khu vực này sụt giảm hơn 80% trong quý 4 năm 2023. Theo con số thống kê của Israel, cuộc xung đột đã khiến 1.160 người thiệt mạng tại Israel, trong đó phần lớn là dân thường. Hamas bắt giữ khoảng 250 con tin và hiện còn 130 con tin vẫn đang bị giam giữ tại Gaza. Trong khi đó, cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết các hoạt động quân sự của Israel tại giải đất này đã khiến gần 30.000 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. VKB đánh giá, ngoài những thiệt hại về người, cuộc xung đột đã làm đình trệ nền kinh tế tại giải Gaza. VKB nêu rõ, kể từ khi xung đột bùng phát, kinh tế ở Gaza đã trải qua một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử kinh tế khu vực. VKB đề cập đến ước tính sơ bộ từ Cục Thuế Trung ương Palestine PCBS, trong đó cho thấy GDP của Gaza đã giảm hơn 80% từ khoảng 670 triệu đô la Mỹ trong quý 3 xuống chỉ còn 90 triệu đô la Mỹ trong quý 4 năm 2023. Theo VKB, hầu hết người dân ở Gaza sẽ sống trong cảnh nghèo đói, ít nhất là trong ngắn hạn. Theo đó, cuộc xung đột bắt đầu khi các tay súng Hamas tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào các ngôi làng phía nam Israel, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và đưa hàng trăm con tin trở về giải Gaza. Ông Netanyahu cho rằng xung đột chỉ có thể kết thúc khi Israel đạt được ba mục tiêu chính: loại bỏ Hamas, giải phóng con tin và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho Israel nữa. Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn đã bắt đầu vào ngày 23 tháng 2 tại Paris nhằm trao đổi con tin của Hamas lấy người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Ông Netanyahu cho biết một thỏa thuận sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu Hamas từ bỏ những yêu cầu điên rồ của mình. Thủ tướng Palestine Mohammad Tejé hôm 26 tháng 2 thông báo, tôi đã đệ đơn từ trước lên Tổng thống Mahmoud Abbas. Ông nói thêm rằng quyết định của ông được đưa ra sau những diễn biến liên quan hành động gây hấn nhằm vào giải Gaza và leo thang căng thẳng ở bờ Tây, Jerusalem. Đơn từ chức của ông cần được Tổng thống Abbas chấp nhận. Ông Abbas có thể yêu cầu ông Stege giữ chức Thủ tướng lâm thời cho đến khi bổ nhiệm được người thay thế. Thủ tướng Palestine từ chức trong bối cảnh Mỹ ngày càng gây áp lực lên Tổng thống Abbas để cải tổ toàn diện chính quyền Palestine, khi các nỗ lực quốc tế được tăng cường nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza và bắt đầu phát triển cấu trúc chính trị để quản lý vùng đất này sau chiến sự giữa Israel và Hamas. Trong tuyên bố với nội các, ông Steyze, nhà kinh tế học nhậm chức năm 2019 cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ cần phải tính đến thực tế mới ở Gaza, nơi đã bị tàn phá sau gần 5 tháng giao tranh ác liệt. Ông cho rằng giai đoạn này đòi hỏi phải có chính phủ mới, đồng thời kêu gọi sự đồng lòng giữa người Palestine và mở rộng quyền quản lý của chính quyền Palestine đối với toàn bộ đất đai của người Palestine. Truyền thông Ai Cập ngày 25 tháng 2 đưa tin, Qatar và Ai Cập sẽ lần lượt tổ chức hai vòng đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở giải Gaza. Tờ An Qahira News dẫn lời một quan chức Ai Cập giấu tên cho biết, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tuần tới ở Doha và Cairo nhằm tìm cách đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Nội dung thỏa thuận được kỳ vọng bao gồm việc chấm dứt xung đột, thả các con tin Israel, trả tự do cho các tù nhân Palestine và tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza. Trong một thông tin liên quan, nội các Israel đã quyết định cử một phái đoàn tới thủ đô Doha của Qatar để tiếp tục các cuộc thảo luận về ngừng bắn tại Gaza. Phái đoàn sẽ bao gồm bốn quan chức chịu trách nhiệm thảo luận về các mảng kỹ thuật của vấn đề nhân đạo trong thỏa thuận. Nội các Israel đưa ra quyết định trên sau khi các bộ trưởng nhận được thông tin tích cực từ các cuộc thảo luận do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian tại Paris Pháp. Giới chức Israel đánh giá các cuộc thảo luận này mang tính xây dựng và các bên đã đạt được thỏa thuận không sơ bộ. Lần ngừng bắn đầu tiên trong cuộc xung đột Israel-Hamas diễn ra vào tháng 11 năm 2023. Hamas khi đó đã thả khoảng một nửa trong số 253 con tin mà nhóm này bắt giữ từ Israel trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 châm ngòi cuộc xung đột. Truyền thông Israel dẫn lời một số quan chức không nêu tên của nước này cho biết đã có một khuôn khổ cho việc trao trả khoảng một phần ba trong 130 con tin còn lại trong một lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tuần trong tháng chay Ramadan. Nhưng cả hai phía đều chưa có xác nhận chính thức cho thông tin này. Theo hãng tin Reuters, tình hình tại giải Gaza hiện được ghi nhận vẫn rất căng thẳng. Quân đội Israel và các tay súng Hamas đã có nhiều cuộc đụng độ vào cuối tuần qua. Theo người dân, quân đội Israel đã pháo kích vào một số khu vực khi xe tăng của lực lượng này tiến vào thành phố Bay Lahija. Binh sĩ Israel và Hamas cũng xảy ra nhiều cuộc đụng độ tại khu vực Zaytun của thành phố Gaza. Các thành phố Beilahiza và thành phố Gaza đều nằm ở phía bắc giải Gaza, khu vực đã bị Israel chế ngự ngay từ đầu chiến dịch. Theo đó, các bác sĩ tại giải Gaza ngày 25 tháng 2 cho biết, có ít nhất 86 người Palestine đã thiệt mạng tính từ hôm 24 tháng 2. Theo lãnh đạo quốc phòng Houthi, Mohammed al-Atifi, kỷ nguyên thống trị của Mỹ và phương Tây trên biển đã chấm dứt. Theo The Post, tuyên bố được ông Antifi đưa ra trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các học viên quân sự Hodeida, Yemen khi nói đến những cuộc tấn công bất lực của liên minh do Mỹ dẫn đầu vào hậu thi và việc lực lượng này dùng tên lửa diệt hạm đánh trúng tàu Mỹ. Ông Antifi nói, Mỹ, Anh và Israel phải nhận ra rằng các chính sách phân định danh giới và khẳng định ảnh hưởng bá quyền trên các vùng biển đã trở thành một cách tiếp cận lỗi thời, không được hoan nghênh và họ sẽ hứng chịu hậu quả. Tướng Antifi từng cảnh báo rằng, Biển Đỏ sẽ trở thành nghĩa địa của liên minh do Mỹ dẫn đầu, nếu liên minh quyết định thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống lại lực lượng Houthi. Lãnh đạo quốc phòng của Houthi tuyên bố, chúng tôi nói với họ từ Biển đỏ rằng chúng tôi là những người sẽ đặt dấu chấm hết đau đớn cho quyền bá chủ của Mỹ và phương Tây. Đánh giá về sự nguy hiểm của tên lửa diệt hạm của Houthi, Đô đốc Brad Cooper, phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sancom cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS, Giao tranh với Houthi ở Biển Đỏ là trận chiến quy mô nhất và nguy hiểm nhất mà lực lượng hải quân Mỹ phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua. Cùng theo đô đốc Mỹ, tàu chiến nước này đã bắn khoảng 100 tên lửa phòng không để đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV của Houthi. Phần lớn các quả đạn Houthi phóng ra nhắm mục tiêu vào tàu hàng ở Biển Đỏ, chỉ một số ít hướng trực tiếp vào tàu chiến Mỹ. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom, cơ quan của Lầu Năm Góc phụ trách hoạt động quân sự ở Trung Đông, nói quân đội Mỹ đã giáng đòn tự vệ, phá hủy 3 tên lửa hành trình chống hạm, một thiết bị lặn không người lái UUV và một xuồng không người lái USV của Houthi ở khu vực Biển Đỏ. Sencom nói UUV của Houthi đã tạo ra mối đe dọa khẩn cấp tới tàu chiến Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Mỹ phát hiện Houthi sử dụng UUV. Chuẩn đô đốc Mỹ Mark McGill nói xuồng không người lái gắn thuốc nổ của Houthi có thể áp sát tàu chiến một cách nhanh chóng nếu lực lượng Mỹ không cảnh giác. Các vũ khí của UAV, tên lửa đạn đạo mà Houthi sử dụng được cho là có nguồn gốc từ Iran. Tehran không trực tiếp cung cấp các loại vũ khí này mà gửi tới Yemen các thành phần để Houthi tự lắp ráp không rõ thiết bị lặn không người lái mới được Houthi sử dụng có phải do Iran phát triển hay không. Trước các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại ở Biển Đỏ, Bộ trưởng Giao thông các nước G7 lên án mạnh mẽ các vụ tấn công của nhóm phiến quân Houthi. Các bộ trưởng giao thông của nhóm 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến G7 đã thông qua tuyên bố bảo vệ các tuyến đường biển toàn cầu sau cuộc họp trực tuyến bất thường. Tuyên bố nêu rõ, các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen vi phạm luật pháp quốc tế cũng như đe dọa quyền hoạt động hàng hải tuyên bố nhấn mạnh việc các tàu đi qua biển đỏ phải thay đổi hải trình sẽ phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và khiến gia tăng chi phí. Ngoài ra, các bộ trưởng cho rằng việc thay đổi hành trình cũng sẽ làm tăng lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động vận tải biển và ảnh hưởng đến các nỗ lực nhằm hạn chế hiện tượng ấm lên toàn cầu. Tuyên bố của G7 cũng kêu gọi thả tàu do công ty NYK Line của Nhật Bản vận hành cùng thủy thủ đoàn bị hầu thi bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái. Trên tài khoản mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom thông báo vừa phá hủy một loạt vũ khí của lực lượng Houthi. Cụ thể, bài đăng trên mạng X cho biết, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 45 phút tới 23 giờ 45 phút giờ Yemen, Sencom đã phá hủy ba tàu mặt nước không người lái USV, hai tên lửa hành trình chống hạm di động ASCM và một máy bay không người lái tấn công một chiều UAV. Mục đích của Sencom khi phá hủy số vũ khí trên của Houthi là để tự vệ. Vũ khí USV và ASCM đã được Houthi chuẩn bị sẵn sàng để phóng về phía biển đỏ còn chiếc UAV đã được phóng đi. Lực lượng Sencom đã xác định các USV và các tên lửa ở các khu vực do hầu thi kiểm soát ở Yemen, cũng như xác định được chiếc UAV trên biển Đỏ. Đồng thời khẳng định rằng số vũ khí này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu thương mại và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Theo Sencom, những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn, an ninh hơn với các tàu thương mại cũng như tàu hải quân Mỹ. Trước đó, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào 18 mục tiêu của Houthi tại Yemen sau nhiều tuần phong trào này liên tiếp tấn công nhằm vào hoạt động vận tải hàng hải trên biển đỏ. Theo một tuyên bố chung của hai bên, các cuộc tấn công đặc biệt nhằm đến 18 mục tiêu của Houthi tại 8 địa điểm ở Yemen, bao gồm các kho cất giấu vũ khí, các máy bay tấn công không người lái, hệ thống phòng không, radar và một trực thăng. Tuyên bố cho biết thêm, Houthi đã thực hiện hơn 45 cuộc tấn công vào các tàu thương mại và hải quân kể từ giữa tháng 11 năm 2023, tạo mối đe dọa đến kinh tế toàn cầu cũng như an ninh và ổn định khu vực. Điều này đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Truyền thông của Houthi cùng ngày đã đưa tin về hàng loạt cuộc đột kích vào thủ đô Sana. Đợt không kích mới này là đợt tấn công lần thứ hai trong tháng 2 này của các lực lượng Mỹ, Anh và là đợt thứ tư kể từ khi Houthi tấn công các tàu trên biển đỏ. Sau các cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nước này sẽ không ngần ngại hành động khi cần thiết để bảo vệ sinh mạng và dòng chảy thương mại tự do ở một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Mỹ cảnh báo hầu thi về việc lực lượng này sẽ phải tiếp tục gánh chịu hậu quả nếu không ngừng các cuộc tấn công bất hợp pháp gây tổn hại cho nền kinh tế Trung Đông, gây thiệt hại về môi trường và làm gián đoạn việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Yemen và các nước khác. Đợt không kích mới nhất diễn ra sau khi tuần này, một số tàu thương mại bị tấn công trong khu vực Bao gồm cả vụ tấn công tàu Rubima chở 41.000 tấn hóa chất trên vịnh Aden hôm 18 tháng 2. Thủy thủ đoàn đã phải bỏ lại con tàu và sau vụ tấn công đã xuất hiện vết dầu loang dài tới 29 km. Ngoài các hoạt động chung với Anh, Mỹ còn thực hiện các cuộc tấn công đơn phương nhằm vào các vị trí và các kho vũ khí của Houthi ở Yemen, đồng thời bắn hạ hàng chục tên lửa và máy bay không người lái ở Biển Đỏ. Cùng ngày, Sencom cho biết đã phá hủy bảy tên lửa hành trình chống hạm mà Houthi lên kế hoạch phóng vào các mục tiêu ở Biển Đỏ. Sencom nêu rõ họ đã xác định những tên lửa này ở các khu vực do hầu thi kiểm soát tại Yemen và là mối đe dọa đối với các tàu thương mại cũng như tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!